Ngày 10 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 29 ca nhiễm COVID-19, có 10 ca tại cộng đồng. Tính từ 18 giờ ngày 9 tháng 9 đến 18 giờ ngày 10 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 29 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 10 ca tại cộng đồng, 19 ca tại khu cách ly. Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc COVID-19 mới từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 10 tháng 9, thành phố ghi nhận là 11 bệnh nhân, trong đó 2 ca tại cộng đồng, 9 ca cách ly. Số ca nhiễm COVID-19 chiều nay tại Hà Nội phân bổ theo quận, huyện: Thanh Xuân 5, Thanh Trì 3, Tây Hồ 1, Hai Bà Trưng 1 và Hà Đông 1. Có 9 ca bệnh thuộc chùm F1 của các trường hợp. Của các trường hợp ho sốt cộng đồng, 2 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng. Thông tin cụ thể 11 bệnh nhân ghi nhận trong kỳ báo cáo như sau: chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng ghi nhận thêm 2 ca nhiễm ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. NVL, nam sinh năm 1981, bệnh nhân xuất hiện đau đầu. Từ ngày 6 tháng 9, những ngày sau đó xuất hiện sốt, đau mỏi người, mất khứu giác. Ngày 9 tháng 9, bệnh nhân test nhanh dương tính và báo cho Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân được lấy mẫu PCR và có kết quả dương tính. NVGK, nam sinh năm 2009, bệnh nhân là F1, con của bệnh nhân NVL. Ngày 9 tháng 9, được lấy mẫu và có kết quả dương tính. Chùm F1 của các trường hợp ho, sốt cộng đồng ghi nhận thêm 9 ca nhiễm. 2 ca nhiễm ở Tam Hiệp, Thanh Trì. NDT, nam sinh năm 1993, là F1 của DVT, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 3 tháng 9, kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 9 tháng 9, có triệu chứng sốt, mỏi người, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. BVD, nam sinh năm 1974, là F1 của DTM, ngày 1 tháng 9, được lấy mẫu lần 1, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 9 tháng 9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Một ca nhiễm ở Kiến Hưng, Hà Đông là DNL, nam sinh năm 1976, là F1 của DTM. Ngày 1 tháng 9, được lấy mẫu lần 1, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 9 tháng 9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Một ca nhiễm ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì là NTN, nam sinh năm 2012, sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 4 tháng 9, là F1 của NTG, được lấy mẫu ngày 7 tháng 9, có kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 9 tháng 9, có triệu chứng sốt, được lấy mẫu kết quả dương tính. Một ca nhiễm ở Minh Khai, Hai Bà Trưng là TT, nam sinh năm 1971, là F1 của TTT. Ngày 9 tháng 9, được lấy mẫu và có kết quả dương tính. Một ca nhiễm ở Yên Phụ, Tây Hồ là PTL, nữ sinh năm 1959, là F1, mẹ của bệnh nhân NTTM, được lấy mẫu kết quả âm tính và cách ly tập trung từ ngày 2 tháng 9. Ngày 9 tháng 9, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính. 3 ca nhiễm ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân là 3 bố con trong một gia đình nữ bệnh nhân PTT. Ngày 10 tháng 9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính. Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 3.725 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.588 ca. Số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.137 ca. Hà Nội F0 tâm dịch Thanh Xuân Trung từng ra 100 đơn hàng tại chung cư Rivera. Một ca dương tính cộng đồng được phát hiện tại tâm dịch Thanh Xuân Trung, Hà Nội, làm nghề bán hàng online, đã giao khoảng 100 đơn hàng cho người dân sinh sống cùng chung cư. Trưa nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thông báo ca dương tính trong cộng đồng được ghi nhận tại tâm dịch Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân là PTT, nữ 38 tuổi, địa chỉ tại chung cư Rivera Bắc, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung. Theo đó, ngày 3 tháng 9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng. Ngày 8 tháng 9, bệnh nhân được lấy mẫu diện rộng, có kết quả mẫu gộp dương tính. Ngày 10 tháng 9, có kết quả khẳng định dương tính. Theo thông tin từ người dân trong chung cư, Ban Quản lý Tòa nhà đã thông báo trường hợp dương tính SARS-CoV-2 có tham gia buôn bán trên xóm chợ của tòa nhà. Qua truy vết, trường hợp F0 này đã giao hơn 100 đơn hàng cho cả hai tòa A và B của chung cư, dự kiến có thể có khá nhiều các trường hợp có liên quan. Từ tối 9 tháng 9, tòa nhà đã bị cách ly tạm thời để rà soát, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan. Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Thanh Xuân đã ra quyết định phong tỏa cụm nhà chung cư Rivera 69 Vũ Trọng Phụng để tập trung truy vết, phân loại các trường hợp liên quan và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện ổ dịch Thanh Xuân vẫn là ổ dịch nguy hiểm nhất thành phố Hà Nội, chủ yếu tập trung tại các ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến trưa 10 tháng 9, khu vực này ghi nhận 536 ca COVID-19. Ngay sau khi tiếp nhận gần 1 triệu liều vaccine Verocell của Sinopharm, ngành y tế Hà Nội đã phân bổ về cho 30 quận, huyện, thị xã để tiêm mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên. Hôm nay 10 tháng 9 là ngày đầu tiên các quận, huyện, thị xã triển khai tiêm vaccine này cho người dân. Tại quận Hoàng Mai, quận được phân bổ vaccine nhiều nhất đã lên phương án thêm thần tốc 20.000 liều đợt 13 cho người dân tại 5 phường,
Với số lượng dân đông nên quận đã tăng cường tối đa các điểm tiêm và tăng cường lực lượng tiêm ngoài giờ vào buổi tối để đảm bảo hoàn thành tiến độ. Còn tại điểm tiêm phường Hoàng Liệt, nhiều người dân xếp hàng chờ đến lượt để tiêm vaccine Verocell. Hầu hết người dân đều có tâm lý thoải mái, yên tâm về quy trình tổ chức tiêm chủng và tính an toàn, hiệu lực bảo vệ của vaccine. Dự kiến trong hôm nay, tại điểm tiêm này sẽ thực hiện tiêm 2.000 mũi vaccine Verocell. Còn tại quận Long Biên, tại điểm tiêm trường tiểu học Phúc Lợi, có đoàn cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang tăng cường, công tác tiêm chủng được thực hiện theo 3 ca với 4 dây chuyền tiêm. Dự kiến trong 5 ngày, từ mùng 9 đến 13 tháng 9, tại đây sẽ tiêm cho khoảng 7.000 người. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, việc triển khai tiêm vaccine ở Hà Nội là khá tốt và tương đối nhanh, bài bản. Trong thời gian rất ngắn, công suất tiêm của Hà Nội đã đạt hơn 300.000 mũi tiêm một ngày. Đây là công suất cao nhất từ trước đến nay. Như vậy, mục tiêu đến ngày 15 tháng 9, 100% người dân Hà Nội sẽ được tiêm vaccine COVID-19 là khả quan. Cuộc chiến với dịch bệnh, có rất nhiều y bác sĩ đã nhiễm COVID-19. Họ bất đắc dĩ trở thành F0 và sau khi điều trị khỏi, họ đã lập tức quay trở lại trận chiến, sát cánh cùng với các đồng nghiệp của mình làm công tác cứu người. Gặp nhau trong lúc giao ca mà anh chẳng biết đó là em đâu. Kín bưng từ dưới lên đầu, kính che giọt bắn, ngập bầu xương rơi. Đây là một phần trong bài thơ Cùng nhau ta đi do anh Mai Tuyên Huấn, một điều dưỡng của khoa điều trị tự nguyện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, hiện đang làm việc tại khoa 6A, Bệnh viện Hồi sức COVID-19, thành phố Thủ Đức sáng tác. Anh Tuấn tình nguyện tham gia vào đoàn cán bộ y tế hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 13 tháng 7 năm 2021. Bài Cùng nhau ta đi được anh sáng tác cấp tốc ngay sau khi kết thúc một ca làm việc tại đây. Anh Huấn xem bài thơ như một lời nhắn gửi động viên tinh thần cho chính mình và cho các đồng đội, đồng nghiệp đang ngày đêm cứu chữa cho các F0. Thế nhưng ít ai ngờ rằng không lâu sau đó điều dưỡng Mai Tuyên Huấn lại trở thành một F0. Tôi vào được đi làm được khoảng hơn 10 ngày. Thì xét nghiệm là dương tính với SARS-CoV-2. Thì tức là cũng lo lắm, quá trình nằm điều trị cũng hơn 10 ngày thì tôi được các bác sĩ và tôi ra viện, tôi xin người xung phong đi làm lại để giảm bớt gánh nặng cho đồng nghiệp. Cũng tình nguyện vào Sài Gòn hỗ trợ rồi bị nhiễm chung, một bác sĩ khác cũng xung phong quay trở lại làm việc vì không chịu nổi khi thấy các đồng nghiệp vất vả khi phải gánh vác công việc cho mình. Mọi người đi vào đây thì đều là cố gắng cống hiến tuổi trẻ, sức khỏe của mình để mong là chống dịch nhanh thành công để cho đưa mọi người trở lại cuộc sống bình thường. Mọi giấu gia đình không dám nắp báo về nhà cho ông bà với vợ con này lo. Thì mọi người ở xa thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Có anh em cùng đoàn tiếp tế đồ ăn và cũng trao đổi lại với theo dõi thường xuyên cho nên là không báo về nhà. Những ngày này tại khu hành chính Bệnh viện Hồi sức COVID-19, dễ dàng bắt gặp hình ảnh một người đàn ông luôn tất bật với công việc của mình. Anh hỗ trợ xây dựng các quy trình, liên tục hướng dẫn, tập huấn cho các điều dưỡng từ các đoàn, các bệnh viện bạn mới đến hỗ trợ cho Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Nhìn cách anh làm việc có cảm giác như anh đang cố gắng làm bù cho quãng thời gian đã bỏ phí trên giường bệnh. Anh là Phùng Thanh Phong, một cán bộ thuộc phòng điều dưỡng Bệnh viện Chợ Giấy, được điều động sang Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Trong thời gian mình bị bệnh á, thì mong muốn làm sao cho mau khỏe để cùng các đồng nghiệp, hỗ trợ các đồng nghiệp để mà giúp đỡ cho bệnh nhân của mình nhiều hơn. Vì là cái công việc của mình nó còn nhiều ở phía trước mà mình giờ mình đi về. Nếu mình đi về như vậy thì cái nhân lực hiện đang thiếu mà mình đi về thì cũng không an tâm. Công việc tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 vẫn luôn bận rộn. Các chiến binh F0 vẫn hối hả làm việc và chiến đấu hết mình để cứu chữa bệnh nhân ở nơi sự sống và cái chết đôi khi cách nhau chưa đầy một cái chớp mắt. Dẫu hành trình họ đang đi đầy vất vả, gian nan và nguy hiểm, nhưng vẫn cảm nhận rõ niềm vui trong ánh mắt của họ. Những chiến binh ấy vui và hạnh phúc vì được cống hiến một phần công sức để đẩy lùi dịch bệnh.